一下。Em tên gì hả? Dạ, anh tên Phạm Gia Huy. Phạm Gia Huy hả? Dạ. Em đi lấy một này được mấy lần em ha? Đó em làm bên gà Sapa hay. Hai lần.
là cả hết nổi. Còn riêng nó hơi già. Hồi tưởng tượng là lấy mộng trong giá lắm. Anh Tân bao nhiêu tuổi rồi hả? Dạ, 15. Nãy là hơi tiện rồi đi qua hả? Dạ, tiện đi qua. Ai chỉ đi đi qua là hơi tiện tìm hiểu em. Dạ, mẹ chỉ cái chỗ. Dạ, chỉ nè. Anh làm tỉnh nè. Sợ mấy bộ phim đó. Ừ. Cái mấy này nãy giờ nằm cũng dễ chịu mà đúng không? Bộ phim đó. Ừ. Thank you.
đu đi anh chờ em anh đu đi cho nó đu rồi. anh chỉ sợ cái máy thôi, anh không sợ gì trơn nha. Để Thư đi lên phía trước Thư ơi. Đừng đi xuống nha Thư. Ừ từ từ vậy đó. Giờ mình đi hái được bình non nha các bạn. nhẹ nhẹ thôi. Em đang bơi theo mọi người nè. Bây giờ giả bộ đang bị bỏ giữa sườn giữa chừng con đang. Bỏ đi tôi bơi được. Bỏ đi. Hả? Ê. Cầm ai? Không được. Nguy hiểm mà. Hái lục bình non để trong sườn đi. Lục bình non nấu mẻ nha các bạn. Hái để ngày mai mình nấu. Bữa nay mình ăn cái giò nhúng giấm nè. Cái giò nhúng giấm gọi là gì đăng? Gì tạp bí lù gì đó. Tạp bí lù hả? Ừ đúng rồi. Bây giờ không phải đậu bị ép tim. Nó mệt á. Lâu quá không bơi mệt quá các bạn ơi. Lâu dưới đây. Tại mình đi làm trên Sài Gòn á, lâu lâu vừa quê bơi nó mệt dữ lắm. Ôi. Hái đi. Đứng không nổi luôn. Không có cái chỗ trụ luôn á trời. Đi lên bờ đi, đừng xuống dưới đó nghe Thư. Rồi mẹ Thư lên bờ nha các bạn. Dạ, hái chưa nổi. Yeah. Ủa không hái hả? Không hái hả? Mệt quá. Yeah. Vậy sáng hái ha. Giờ mình quay về thôi. Trời ơi, lâu quá bơi. Quay về thôi các bạn ơi, thấy sông đẹp không các bạn? Mặt trời xuống rồi đó nghe. Ủa Khanh có tiếng không vậy? Ê ghe bự quá. Ghe bự quá. Chiến ơi. Chiến. Tới rồi. Hết đi luôn. Trời tôi qua đây vậy. Đẩy qua rồi, đẩy con kia. Em bơi vô đây đáng. Sông này trong ghê ha, nó trong ghê ha. Sâu thiệt không? Mà nó trong. À. Em mỉa luôn cũng được. Ê, đẩy ra hồi nó chìm á. Ghe đẩy nó chìm á. Đúng không? Rồi giờ mình bơi đi nha. Nhảy đi.
tốt quần nha. Bắt chó xuống tắm chứ ơi. Mày có bèo gì đó? Bèo á. Bèo á. Nhảy xuống cái nữa rồi, anh quay bên đây nè.